Xin chào tất cả mọi người, mình đây. Bởi vì cái Facebook của mình đang bị report, chặn hết tất cả các tính năng trong vòng 30 ngày. Và tới ngày 11 tháng 4 thì mình mới bắt đầu có thể sử dụng lại Facebook của mình. Bị report vì một lý do rất là đơn giản luôn, là Facebook cho rằng mình vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng bởi một cái comment của mình. Thì chuyện là như thế này. Ngày hôm nay mình chỉ muốn nói ngắn gọn thôi, không có để mất quá nhiều thời gian. Tuần trước mình có viết một số bài liên quan đến cái sự kiện là của cô giáo và em học sinh lớp 10. Nôm na trong nội dung bài viết của mình nó cũng có đại loại là cái nội dung nó cũng loại là bênh vực cô giáo. Và ngày hôm nay khi có kết luận từ thành ủy của từ ban tuyên giáo của tỉnh Bình Thuận, là và theo cái sự tìm hiểu cá nhân của mình cộng với những gì mình nghe được từ nhiều hướng, thì mình có cảm giác như là mình đang bảo vệ và lên tiếng cho sai người, bởi vì chính bản thân của mình cũng bị cô giáo nói dối với mình. Và mình không có buồn hay là mình không trách gì cả, mình cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì ít nhiều thì mình cũng đã học được một cái bài học ở trong cuộc sống này về cách nhìn người. Mình luôn là người chịu trách nhiệm trước những gì mình viết ra, trước những gì mình nói ở những cái nội dung mà mình viết trên Facebook. Đó có thể là do cái sự tìm hiểu thông tin của mình nó chưa có chính xác, cộng với là mình bị người khác ngụy tạo cho những cái chứng cứ nó không có cơ sở, nên đôi khi là có một cái sự nhầm lẫn. Và lý do ngày hôm nay mình quay cái clip ngắn này chỉ muốn gửi đến tất cả mọi người một lời xin lỗi khi mình chưa kiểm chứng thông tin và chưa có hiểu hết cái nội dung câu chuyện từ nhiều phía. Bởi vì trong cái công việc, trong cái sự việc, sự nghiệp cầm cầm bút cầm bàn phím của bất kỳ ai thì đôi lúc cũng xảy ra những cái sơ suất. Còn với mình thì những cái sơ suất hay những cái lỗi gì đó thì mình thà nếu mà là có lỗi thì mình phải xin lỗi. Đó là mình hồi xưa giờ mình sống là vậy. Cũng xin chia sẻ thêm cái góc độ là tại vì sao mình bị dẫn tới cái sự việc mà tranh chấp giữa hai vợ chồng cô giáo như thế này. Hôm đó mình có lịch đi công tác ở Bình Thuận, sao là cái sự việc đó nó cũng đang 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 nổi trội, thì có một anh điều tra viên của La Ghi có nhắn tin cho mình bảo là thôi thì cứ đến giúp đi, có vẻ như là cô giáo bị oan đấy. Thì từ cái tin nhắn đó và nhiều cái sự tác động khác, cộng với cái việc là cô giáo lên trên báo chí trả lời là bị oan, bị dàn cảnh này nọ, thì mình đặt ra một cái dấu chấm hỏi và một cái sự tò mò mình muốn tìm hiểu sự thật phía sau như thế nào. Thì sau khi gặp cô giáo thì cô đã cung cấp cho mình những cái bản cam kết, những cái mà người chồng nó bắt phải làm, thì mình cứ nghĩ là nó có cái sự việc gì đó nó bất thường trong đây rồi. Khi cô giáo gặp mình cũng vậy, cô giáo cũng 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 khóc lóc, cũng thề thốt đem gia đình này nọ rồi ra thề với mình, và mình rất là tin những người mà thề đem gia đình ra thề với mình thì mình rất là tin. Nhưng mà mọi chuyện thì nó không giống như mình mong muốn, và tới thời điểm này thì mình chỉ thấy như thế này nhé. Có vẻ như là cô giáo có lỗi là điều có thật, điều có thật. Nhưng mà theo góc độ của mình, cái lỗi của cô giáo nếu như là một phần thì cái phần mà nhận lại của có cái sự trừng phạt nhìn cô giáo đó là nó lên tới 100 mà 1.000 rồi, thì nó cũng có một cái sự gì đó nó hơi nhẫn tâm. Thực ra thì cho dù cô giáo có vi phạm pháp luật tới mức phải đi tù nhé, tới mức phải đi tù, thì mình cũng ủng hộ việc đó. Bởi vì trên tinh thần pháp luật, nếu cô làm sai thì không hề ai là bênh cô được, không ai bênh cô được. Nhưng mà có vẻ như cái chiều hướng về dư luận và tất cả mọi người đang muốn đẩy cô giáo vào cái câu chuyện là không còn đường để lùi, có nghĩa là người ta sẽ nghĩ tới chuyện tự tử. Và cái đêm đầu tiên cô giáo khi nói chuyện với mình thì cô cũng đã nghĩ tới cái chuyện tự tử và để lại thư tuyệt mệnh. Có một điều chính xác mà mình biết đó là cô giáo có một đứa con trai chỉ mới chưa được 36 tháng tuổi, con nhỏ. Và cái chuyện là cô giáo cũng là lao động chính trong gia đình, thì vì hai yếu tố đó nên mình, bản thân mình nhé, mình hoàn toàn vị tha được cho cô giáo về cái chuyện là cô giáo có thể nói không thật với mình, mà và chính cô giáo cũng là người đẩy mình tới cái câu chuyện như ngày hôm nay, thì mình không có trách gì cả và mình hiểu, mình thông cảm lúc độ đó. Nhưng mà mình chỉ muốn nói với các bạn á, những người mà quan tâm tới việc này, thực sự là những cái gì cô giáo làm sai
Thì tới cái thời điểm này thì mình nghĩ cô cũng đã nhận ra cái sai của mình, cũng đã hiểu được những cái chuyện mình gây ra nó nghiêm trọng tới mức độ nào rồi. Đó, thì mong mọi người cũng cho cô ấy một cái cơ hội để làm lại những cái gì sai lầm với mình. À, mình cũng không có phải là thanh minh thanh ngay gì đâu. Hoàn toàn mình cái những gì mình đang sai thì mình sẽ xin lỗi. Và ngày hôm nay vì không thể viết được và không thể viết trên Facebook được thì mình buộc phải mình chỉ có một cái kênh liên lạc với mọi người thứ hai, đó là channel YouTube này thôi. Còn nếu viết được Facebook thì mình đã viết rồi. Còn mấy ngày qua thì cũng có một số người vào chửi mình thế này thế nọ, nhưng mà mình xem nó giống như một cái tai nạn thôi, mình không có buồn phiền gì cả. Và trong cái quá trình mà cô giáo đi làm việc với công an thì mình cũng 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 đã mời một luật sư tham gia cùng cô giáo với cái việc này, và ngày hôm nay thì cũng đã có cái kết luận. Và mình cho rằng cái kết luận đó là một cái sự hài hòa giữa cô và chồng của cô, cũng sẽ không có tới mức dẫn tới mức nghiêm trọng là người này tố người kia, kia tố người nọ nữa, mà bây giờ cả hai phải ngồi lại để tính cái chuyện lo cho đứa bé thôi. Thì mình nghĩ đó là cái chuyện cần thiết nhất đó. Còn cái góc độ các anh chị có sống với nhau nữa hay không, có vui vẻ hay không thì mình không biết, nhưng mà trong câu chuyện này mình đưa tin về cô giáo hoàn toàn không có bất kỳ mục đích nào, kể cả cái việc khi mà xảy ra cái việc cô giáo bị mời lên, mình cũng phải bỏ tiền ra mời luật sư về đi giúp cho cô. Không không vì điều gì cả, mình không vì điều gì cả. Bất kỳ ai xưa giờ cũng vậy, nếu như mình thấy họ khó khăn, họ đáng thương thì mình đều 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 giúp đỡ họ, và mình không mong nhận lại được điều gì. Nhưng mà có vẻ như đây là lần đầu tiên khi mình cố gắng mình giúp một người nhưng mà bị họ lừa dối mình, và mình phải nhận hết những cái chuyện không không đáng có về bản thân mình. Mình thì không có tức giận gì cả, cảm thấy rất là bình thường, chỉ xem đây là một cái kinh nghiệm để sau này mình làm mọi thứ nó tốt hơn, và cảm giác như mình nhận được một cái bài học rất là đắt giá trong cuộc sống này. Rồi, mình chỉ có chừng định đó lời muốn nói thôi. Chào tất cả mọi người nhé.